Xin chào, lại là Trường và Mark One đây. Còn không lâu nữa, khoảng giữa tháng 9 thì Apple sẽ tổ chức sự kiện cho iPhone, ra mắt những sản phẩm iPhone mới. Và mình nghĩ ở trong cái sự kiện này thì Apple cũng sẽ cho ra mắt chính thức các cái bản cập nhật cho các sản phẩm của họ. Ví dụ như là iOS 17, và điểm mình cần chú ý nhất đó là macOS 14 bản Sonoma. Khi mà sau khoảng thời gian mà WWDC 23 cho ra mắt các bản cập nhật này thì mình đã có một thời gian trải nghiệm khá khá với cả macOS Sonoma. Và đây sẽ là những cái điểm mà mình nốt lại được rằng những điểm hay nhất và có lẽ các bạn cũng sẽ thích thú với bản cập nhật này. Vậy thì đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu trong video này nhá. Và để có thể trải nghiệm được tốt nhất cái bản cập nhật macOS 14 này thì mình nghĩ là các bạn nên có các sản phẩm MacBook có trang bị con chip của Apple Silicon ở bên trong. Ví dụ như là MacBook Air M1. Hiện tại MacBook Air M1 chỉ có giá là 18.590.000 thôi và đang có sẵn rất nhiều hàng ở Mark One. Link mua hàng mình sẽ để ở phía bên dưới nhá. Ngoài ra nếu bạn quan tâm các cái sản phẩm khác của Apple, ví dụ như là Mac Studio, Apple Display hay là các sản phẩm khác thì ở Mark One cũng không hề thiếu đâu. Truy cập ngay vào đường link và trải nghiệm nhá. Quay trở lại với video. Thứ đầu tiên mà mình muốn show ra chắc chắn rồi đó là những cái hình nền mới ở bản cập nhật tiếp theo. Apple thì luôn luôn có truyền thống là update thêm những cái bản hình nền mới cho các bản cập nhật macOS về sau. Dù cho thì các cái hình nền này nó không có gì gọi là thực dụng mà lại còn màu mè nữa. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta cập nhật thêm những cái hình nền này, nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy hứng khởi hơn mỗi khi mà mở máy tính ra mà làm việc. Hình nền nó sinh động hơn, đẹp hơn thì chúng ta lại có cảm hứng hơn. Rất dễ hiểu rồi. Và hình nền lần này nó không chỉ là hình nền tĩnh mà nó còn là hình nền động luôn. Hình nền động là sao? Đây là những cái ảnh mà Apple sẽ chụp lại trực tiếp ở các thành phố qua hình ảnh vệ tinh và sẽ được đưa vào bên trong hình nền của chúng ta. Nó di chuyển rất là từ từ và chúng ta có thể ngắm được toàn bộ quang cảnh của các thành phố. Ở đây thì mình trải nghiệm bản beta có các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất này, có Hồng Kông này, New York, London và rất nhiều các thành phố khác nữa. Và nếu như các bạn muốn trải nghiệm thử thì cũng có thể làm theo như mình nhé. Đầu tiên chắc chắn là phải cài bản beta. Sau đó thì các bạn hãy vào phần cài đặt, vào hình nền. Và ở đây sẽ có rất nhiều hình nền ở các thành phố hoặc là các hình nền khác các bạn có thể lựa chọn. Sau đó bấm tải về thôi và lập tức nó sẽ hiện ngay ở trên màn hình chính của chúng ta. Ok, và điểm đặc biệt chính là khi mà chúng ta chọn vào logo Apple, bấm vào màn hình khóa thì sau khi màn hình đã khóa lại, hình nền sẽ chuyển động về phía trước như thế này. Và bây giờ phần màn hình khóa nó sẽ sinh động hơn rất là nhiều. Nó sẽ khá là giống với iPad vậy. Và ở bên dưới thì vẫn sẽ có hình ảnh của người dùng và để chúng ta điểm mật khẩu được nhá. Qua trải nghiệm của mình thì mình thấy rằng là cái hình nền này nó khá là đẹp và nó vẫn giữ nguyên được đúng cái tiêu chuẩn của Apple, vẫn sắc nét và độ phân giải cực kỳ cao. Khi mà có thêm các cái thành phố như thế này nữa thì chúng ta có thể cảm thấy là nó chân thực hơn, nó sống động hơn nhiều. Và rất là mong nếu như ở trong các bản cập nhật sau mà có thêm cả thành phố Hà Nội chẳng hạn hoặc là thành phố Hồ Chí Minh thì nó lại sẽ còn tuyệt vời hơn rất là nhiều đấy. Điểm thứ hai ở trên macOS Sonoma mà làm mình hứng thú đó là cái này, widget. Ngày trước thì mình cảm thấy widget là một cái gì đấy nó hơi bị vướng mắt và nó cũng không có gì hữu dụng lắm. Tuy nhiên khi mà đã biết cách tối ưu cho widget thì chúng ta sử dụng nó lại vô cùng hiệu quả luôn. Mình bây giờ có thể là xem được các cái nốt, những cái đầu mục công việc hàng ngày của mình ngay trên màn hình chính luôn và sẽ bớt bị quên cái công việc đi. Ngoài ra nữa, mình có thể add thêm cả cái thời gian sử dụng máy vào bên trong này để mình có thể theo dõi được xem là một ngày mình sử dụng máy bao nhiêu lâu và pin của máy có trâu hay không, để chúng ta có thể làm thêm những cái review nữa về pin ở trên MacBook. Ngày trước thì mình cũng có lên cả video YouTube Short về cách hướng dẫn để add thêm widget ở bên thứ ba vào. Nhưng mà bây giờ khi mà macOS 14 là chúng ta có sẵn những cái widget ở trong máy và đặc biệt lại có do Apple làm nữa thì cái tính thẩm mỹ lại được cộng thêm một điểm đấy nhá. Nếu như bạn muốn thêm trực tiếp widget vào trên màn hình, hãy click chuột phải, chọn vào chỉnh sửa tiện ích, sau đó chọn thư viện widget là được. Và với sự đồng bộ ở trên tất cả các sản phẩm của mình thì các widget ở trên iPhone các bạn cũng có thể thêm được ngay vào trên Mac luôn nhá. Về cái việc sử dụng thì mình thấy là cái widget này nó sẽ hơi bị là đối nghịch một chút với cả cái Step Manager. Khi mà các bạn thêm cả hai tính năng này vào trên màn hình của mình thì chúng ta sẽ thấy nó hơi bị rối một chút khi mà cái ngăn xếp của Step Manager ở bên này lại có thêm cái phần đè ở bên dưới của cái widget nữa. Nó sẽ trông hơi rối mắt một tí. Vì vậy nên nếu mà các bạn sử dụng cả hai tính năng này thì nên là sắp xếp cái widget làm sao cho nó hợp lý. Có thể là chuyển sang bên phải của màn hình hoặc là có thể chúng ta sẽ né cái phần của Step Manager hay đơn giản hơn là tắt Step Manager đi. Ok, sẽ có một cái tính năng nữa nó cũng khá là thực dụng nhưng mà nó lại không thực dụng ở thời điểm hiện tại. Đó là về các cái cập nhật của Zoom. Chúng ta sẽ có thêm về các cái cải thiện hình ảnh của Zoom hay là các cái tính năng mới. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta không dùng Zoom quá nhiều nữa rồi, chúng ta cần gặp mặt trực tiếp nhiều hơn. Vì vậy nên nếu như bạn nào vẫn đang dùng Zoom thì mình nghĩ là có thể là trải nghiệm cái bản chính thức khi mà sắp tới ra mắt thì nó sẽ ok hơn. Còn bây giờ mình sẽ nói đến một cái hữu ích hơn, đó là Safari. Safari là một cái mà bất kỳ người dùng Mac nào khi mà sử dụng thì cũng có trải nghiệm rồi. Và mình nghĩ là nếu mà dùng quen nó sẽ rất là hay. Và đến bây giờ Apple lại cập nhật thêm các cái tính năng mới nữa. Đầu tiên là những cái tạo hồ sơ cho công việc của chúng ta. Ví dụ như bình thường các bạn hay sắp xếp như thế này,
chúng ta sẽ có các cái phím tắt nhanh cho các cái trang mà chúng ta sử dụng. Như mình thì sẽ có thêm các cái trang về tin tức. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta muốn chia ra thành các cái mục thì sao? Ví dụ như là về giáo dục chẳng hạn, mình muốn xem quản lý đào tạo của mình này, muốn xem bảng điểm của mình này, và sẽ tạo ra các cái phím tắt riêng. Như vậy chúng ta sẽ add vào trong một cái hồ sơ riêng về mục giáo dục. Hoặc là ví dụ về công việc, về giải trí, về phim ảnh, chúng ta sẽ tách các hồ sơ riêng ra để chúng ta không bị lẫn các cái thông tin vào với nhau, và cũng sẽ tập trung hơn mỗi khi mà chúng ta cần làm một cái việc gì đó. Mỗi khi mà chúng ta vào cái hồ sơ công việc thì ở trong đó sẽ toàn công việc thôi, không có thêm các cái phần giải trí ví dụ như là âm nhạc hay là phim để chúng ta bị mất tập trung nữa. Ngày trước thì mình có giới thiệu về một cái tính năng ở trên Google Chrome, ở trên Mac, đó là chúng ta có thể thêm một cái phím tắt nhanh cho một cái trang web nào đó và để nó xuống thanh đóc. Cái tính năng này thì bây giờ đã có chính thức ở trên Sonoma rồi, mặc dù là nó khá là chậm so với cả cái thế giới Windows, nhưng mà tuy nhiên thì bây giờ họ đã có và chúng ta sẽ làm thôi. Ví dụ như cái trang mình hay vào đó là Facebook chẳng hạn, chúng ta có thể tạo ngay một cái icon, chúng ta để ở dưới thanh dock như thế này, và mỗi khi bấm vào cái icon Facebook này, nó sẽ hiện ngay thẳng vào cái trang web của Facebook luôn. Chúng ta không cần mất thời gian vào Safari chúng ta tìm kiếm nữa, nó sẽ rất là nhanh và tiện lợi đấy nhá. Ok, trên đây là ba tính năng mà mình thấy là hữu ích và hay ở trên macOS Sonoma trong bản cập nhật sắp tới. Nếu như các bạn cũng đã sử dụng bản beta này rồi thì hãy để lại ý kiến bên dưới và comment để xem là các bạn có tính năng nào hay hơn và hữu ích hơn muốn chia sẻ không nhé. Ngoài ra nữa, nếu như bạn quan tâm thêm về các sản phẩm của Apple, quan tâm thêm về các thông tin của Apple thì đừng quên để lại một đăng ký kênh cho kênh YouTube của MacOne để không bỏ lỡ những nội dung cực hay ở trên YouTube, YouTube Short và TikTok nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.